Bắn cung cứu vợ. Ngày xưa ngày xưa, ở buôn làng Dhaka có cặp vợ chồng chàng AC chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Chàng nổi tiếng là một tay săn thú tài nghệ nhất vùng. Đúng rồi, AC của chúng ta đúng là bách phát bách trúng. Ồ, mọi người nhìn xem, một con trồn của bộ lông tuyệt đẹp, mau bắn hạ nó đi. Ơ, mọi người, khoan hãy chờ một chút. Loài trồn thường lủi rất nhanh, sao con trồn này không chạy mà cứ chừng mắt nhìn chúng ta chứ? Thì ra là mày đang bị thương. Con thú này đang bị thương, chính bởi vậy nên không thể chạy mà chỉ có thể dương mắt nhìn chúng ta. Nếu bắn nó trong hoàn cảnh này cũng không vui vẻ gì. Vậy nên ta hãy bỏ qua nó. Các cậu cứ tiếp tục sang bên kia săn bắn đi. Tớ xem qua vết thương cho con trồn này rồi tớ sang sau. Hey, cậu thật là rảnh việc. Chúng ta đi thôi. Hey, đừng sợ, nhất định ta sẽ không làm hại mày đâu. Một thời gian ngắn thôi là chân mày sẽ khỏi thôi. Hey, ta đi nha. Nàng ơi, ta đã về rồi đây. Nàng đâu rồi? AC, tôi mới nhận được tin dữ. Vợ chàng đã bị toán cướp bên núi Tây bắt đi rồi. Trời ơi, ta phải đi cứu vợ ta mới được. Kìa AC, hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Đường đến núi Tây vô cùng nguy hiểm, phải vượt qua nhiều đầm lầy. Nếu trời đi trong đêm tối sẽ vô cùng bất trắc. Chỉ bằng đợi trời sáng rồi mấy anh em ta cùng nhau đi. Không được, muộn một phút là vợ tôi có thể gặp nguy hiểm rồi. Trong bụng tôi như có ngàn mũi dao đâm. Tôi không thể ngồi chờ được. Cô ấy đang đợi tôi đến cứu. Hãy tránh ra để tôi đi. Có ai không? Cứu tôi với. Thật may mắn làm sao. Chàng đã tỉnh lại rồi. Không có người cứu giúp ta khỏi đầm lầy, chắc giờ đây ta đã bỏ mạng giữa rừng sâu. Nhưng nàng là ai mà lại ở giữa nơi hoang vắng này? Ta là con gái của thần núi, được chàng cứu thoát hôm trước. Nay mới có dịp đền ơn ân nhân cứu mạng. Chàng hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đừng nhắc đến chuyện ân huệ làm chi. Thì ra mọi chuyện là vậy. Nhưng ta không thể ở đây lâu được. Vợ ta bị bọn cướp núi Tây bắt đi. Ta phải lên đường cứu nàng ngay. Đường tới núi Tây vô cùng nguy hiểm. Hay là chàng đừng đuổi theo họ nữa, mà hãy ở lại đây với ta. Ngay từ lần đầu gặp chàng, ta đã cảm mến chàng rồi. Xin cảm ơn ý tốt của người, nhưng ta không thể bỏ mặc vợ ta được. Mong người hiểu cho ta. Ta không thể để chàng đi được. Người đâu rồi? Xin người hãy thả ta ra. Nếu người không thả ta ra, ta sẽ tự tìm cách thoát ra khỏi đây. Chàng sẽ không thể nào tự thoát khỏi đây được đâu. Đừng cố gắng phí sức nữa. Ở lại đây cùng ta, tận hưởng vinh hoa phú quý ở chốn thần tiên này có phải hơn không? Ta sẽ cố đến khi nào sức cùng lực kiệt. Chỉ cần còn chút hơi thở cuối cùng, ta cũng phải đi cứu vợ ta. Tấm lòng chung thủy của chàng thật làm ta cảm động. Nếu chàng đã quyết chí vậy, ta cũng không muốn ích kỷ giữ chàng lại nữa. Chàng hãy mau lên đường cứu vợ. Cứ thẳng đường này sẽ tới. Chúc chàng may mắn. Ngươi là ai mà dám cả gan bắn gãy cờ của bọn ta? Chính là ta, AC đây. Mau mau đem trả vợ cho ta. Nếu không, đừng trách ta nặng tay. To gan, đây là đâu để người lớn tiếng thế hả? Khoan đã bọn bay. Tưởng ai ra là AC? Ta đã từng nghe nhiều người nói về tài thiện xạ của ngươi. Ta và ngươi hãy cùng thi bắn cung. Ai thua cuộc sẽ phải chết dưới tay người thắng. Thế nào, ngươi có dám không? Được, ta đồng ý. AC, ngươi hãy nhìn cái cây phía trước. Ta và ngươi hãy thi xem ai sẽ bắn được chiếc lá duy nhất kia. Đúng rồi, ta đã thắng. Đừng có mơ, ngươi sẽ phải chết dưới tay ta. Ngươi dám nuốt lời ư? Hãy xem đây. Ta thua rồi.
Đáng nhẽ ra ta đã dùng mũi tên đó để lấy mạng ngươi, nhưng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Từ nay ngươi hãy bỏ nghề trộm cướp, sống đời lương thiện đi. Đội ơn ngài đã tha mạng. A-xê, chàng ơi. Nàng đừng lo, giờ đã thoát nạn rồi. Vậy là nhờ sự dũng cảm của A-xê, vợ chàng đã được cứu thoát khỏi tay bọn cướp hung hãn. Hai vợ chồng trở về với buôn làng, sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Tình yêu của con. Ba, chị Ly. Bì ngoan lắm, ra đây ba bế nào. Ba ơi, hôm nay con vẽ được nhiều tranh đẹp ơi là đẹp luôn. Cho ba xem với nào. Mấy cha con về sớm thế, mau vào tắm rửa con ăn cơm nào. Con chào mẹ ạ. Ba, chị Ly cứ đuổi theo con. Nhưng mà Bi cứ lấy cây bút chì yêu thích nhất của con. Con lớn rồi mà cây bút chì cũng không nhường em là sao? Vâng ạ. Có chuyện gì với Ly thế anh? Sao hôm nay em thấy con cứ buồn buồn? Hôm nay anh đến đón con, cô giáo đưa anh bảng điểm cuối kỳ. Điểm của con bé rất kém. Anh đã mắng nó đấy, càng lớn nó càng không giống anh chút nào. Nó mới có 6 tuổi, mới bước vào lớp 1, lơ đễnh chuyện học hành là bình thường. Sao anh lại mắng con? Không rèn ngay từ bây giờ thì đến bao giờ mới rèn được? Hay em nghĩ vì nó không phải là con ruột của anh nên anh đối xử bất công với nó? Kìa anh, em có bao giờ nghĩ vậy? Nhưng con bé còn nhỏ, anh nghiêm khắc quá sẽ... Tùy em, muốn nghĩ sao cũng được. Anh làm vậy cũng là vì nghĩ cho con bé thôi. Nhưng em đừng bị tình cảm lấn át lý trí như vậy. Anh cũng không hiểu sao con bé lại dễ bị tổn thương như vậy. Giá như nó giống anh một chút thì có phải dễ hơn không? Ba nói đúng, mình và ba chẳng giống nhau chút nào. Da của ba trắng, nhưng da mình lại đen. Hóa ra mình không phải con ruột của ba. Hóa ra vì thế mà lần nào ba cũng thiên vị em Bi. Nếu mình có khuôn mặt giống như ba, liệu ba có thương mình hơn không? Ly đâu rồi em? Sao bây giờ còn chưa xuống ăn sáng để đi học? Từ sáng đến giờ em chưa thấy con bé xuống nhà. Anh lên phòng con gọi đi, kẻo trễ giờ. Ly ơi, chuẩn bị nhanh xuống ăn sáng rồi đi học con. Ly, sao không trả lời ba? Cái con bé này. Ly, con đi đâu rồi? Ly ơi, con đang làm gì thế hả? Con làm sao tự nhiên lại sang phòng mẹ, đem đồ trang điểm của mẹ ra nghịch? Hai cha con có chuyện gì thế? Trời ơi, Ly, sao con lại... Thôi, con nhanh xuống ăn sáng rồi còn đi học. Mới sáng sớm đã nghịch ngợm rồi. Ba, con chỉ muốn bôi cho da trắng giống ba thôi mà. Sao thế? Sao con lại muốn da trắng giống ba? Tối hôm qua, con nghe ba nói con không giống ba chút nào. Vì con không phải là con ruột của ba, con cũng muốn được giống ba, được ba thương như em Bi. Con... Hôm qua, con nhìn ảnh cha con mình. Con thấy mình không giống ba. Da con đen hơn da của ba. Ba, có phải vì thế mà ba không thương con không? Con gái à, là ba không tốt, đã để cho con chịu nhiều ấm ức. Ba, sao ba lại khóc? Ba yêu con gái à. Dù con không giống ba, dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn là con gái của ba. Cậu bé năm ấy. Cho tôi suất số 2 và 1 cà phê đen. Vâng, xin anh đợi một chút. Nè em, phim siêu nhân sắp ra phần tiếp theo đấy. Đâu em xem. Ôi, thay diễn viên chính nè anh. Harry Kane không đóng tiếp nữa rồi. Anh ta hết thời rồi. Giờ ai còn mời anh ta đóng siêu nhân nữa. Cũng đúng, mà dạo này anh ấy chuyển hướng đóng phim tâm lý, nhưng cũng chẳng thành công mấy. Kiểu diễn viên chuyên đóng phim hành động như anh ta, sao đóng được phim tâm lý? Hết thời là hết thời thôi, chẳng còn cách nào khác. Của anh xong rồi đây, chúc anh ngon miệng. Cảm ơn em.
Tôi mới 40 tuổi thôi. 40 tuổi mà đã hết thời thật sao? Tuổi nghề của diễn viên thật ngắn. Khi chúng mày không còn bay được nữa thì chúng mày sẽ làm gì? Siêu nhân mà không bay được nữa thì biết làm gì bây giờ? Anh, có phải anh là Harry Kane không? Tôi mong là tôi có thể nói không, nhưng rất tiếc sự thật là như vậy. Tôi là Harry Kane đây. Tôi đã từng đóng siêu nhân và giờ thì hết thời rồi. Thấy đủ chưa? Giờ cậu có thể để tôi yên được chưa? Không ngờ em còn được gặp lại anh. Thật vui quá. Anh còn nhớ em không? Xin lỗi em, nhưng anh không nhớ. Em hỏi buồn cười quá nhỉ? Cũng lâu quá rồi. Hồi đó em chỉ mới 5 tuổi, giờ em đã 20 tuổi rồi. Hồi nào? Anh vẫn chưa nhớ ra. Đó là lần đầu tiên em cùng bà nội bắt chuyến xe buýt từ ngoại ô lên thành phố xem siêu nhân. Bà ơi, bà nhìn kìa, rạp chiếu phim kia kìa. Siêu nhân kìa bà, chúng ta sắp được xem siêu nhân rồi. Ừ thì siêu nhân, nhưng trông cũng chẳng đẹp trai bằng ông nội nhỉ. Bà ơi, nhanh lên bà, anh đóng siêu nhân kìa. Bà ơi bà có sao không? Chúa ơi, làm sao đây? Bà không đứng dậy được. Ai giúp bà cháu với? Ai giúp bà cụ đi chứ? Ai kiếm cái gì cầm báo cho cụ đi. Không sao đâu ạ, sẽ ổn thôi. Để tôi cầm áo giúp anh kẻo bẩn. Anh còn phải gặp gỡ báo chí nữa mà. Không không, cảm ơn cô. Ôi, cậu đừng làm thế. Chiếc áo đắt tiền lắm. Không sao đâu bà, trước hết phải cầm máu đã. Ai đó gọi giùm xe cấp cứu với. Vâng. Em gọi cho ba mẹ đi. Dạ. Bà cố chịu đau một lúc nhé. Xe cấp cứu sắp tới rồi. Cậu là diễn viên đóng phim siêu nhân phải không? Cháu tôi vừa chỉ cho tôi xem trên ảnh kia kìa. Tôi chưa xem phim nào của cậu cả. Mà nói thật nghe, trông cậu chẳng đẹp trai bằng ông nhà tôi đâu. Dạ, cháu cũng bình thường thôi ạ. Bà không thể xem phim của cháu được rồi. Buồn quá. Lần sau bà nhé. Bà sẽ nhanh khỏe để còn xem những phim khác của cháu nữa mà. Em phải nói chuyện với bà để bà không bị mê man đi nha. Ba mẹ em chắc đang trên đường đến bệnh viện rồi đó. Em dũng cảm lắm, cậu bé. Em cảm ơn anh. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ nói nếu lúc mất máu mà bà hoảng hốt hoặc mê man thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng may mà anh đã giúp bà tỉnh táo và thoải mái. À, đó là điều anh học được khi tìm hiểu để chuẩn bị cho vai diễn mà. Hôm đó, bà cháu của em đã không được xem phim siêu nhân. Nhưng có sao đâu, vì hai bà cháu đã được gặp siêu nhân ngay giữa đời thực rồi. Không phải một siêu nhân dũng cảm bay lượn trên bầu trời, mà là một siêu nhân dịu dàng, tử tế và biết làm người khác thấy an tâm. Dịu dàng, tử tế và làm người khác thấy an tâm ư? Anh làm được như thế sao? Em sẽ nhớ mãi từng hành động của anh ngày hôm đó. Anh luôn là một siêu nhân có trái tim ấm áp nhất trái đất này. Em thật sự không biết là ngày hôm nay anh cần nghe những lời nói này đến mức nào đâu. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Những lời nói đầy trân trọng của chàng trai ngày hôm ấy đã cứu vớt tôi một cách ngoạn mục. Tôi trở lại màn ảnh với một tâm hồn mới mẻ xanh tươi. Vào độ tuổi 40, hạt giống tử tế mà tôi đã gieo cuối cùng lại tìm đến che bóng mát và an ủi tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi như thế đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.